Tuyết Vân và Hải Đăng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Tây Ninh ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh TTV11 và được phát trực tuyến tại địa chỉ website tayninhtv.vn. Thưa quý vị, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19, hiện tại cũng đang bắt đầu bước vào mùa cao điểm bệnh tay chân miệng ở trẻ em. Chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị những biểu hiện lâm sàng và cách đề phòng các biến chứng nguy hiểm của căn bệnh này trong chương trình hôm nay. Trước tiên, chúng ta hãy cùng điểm lại những sự kiện ngày qua. Chiều ngày 5 tháng 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã họp phiên định kỳ tháng 10. Trong phiên họp này có nhiều nội dung quan trọng đã được trình Hội đồng Nhân dân cho ý kiến trước kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh vào cuối năm nay. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 19 Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề nghị các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến cho một số nghị quyết sắp ban hành. Trong đó có các nghị quyết liên quan đến quy hoạch vùng chăn nuôi chim yến và nghị quyết liên quan đến quy định các mức thu trong các trường công lập. Phiên họp cũng cho ý kiến một số kế hoạch của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị triển khai công tác bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 11, Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an Tây Ninh yêu cầu ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch đề ra, công an các đơn vị huyện, thị xã, thành phố phải chủ động trấn áp các loại tội phạm, đồng thời nghiên cứu tình hình, đề ra phương án xử lý những tình huống khác theo từng cấp độ, đảm bảo an ninh trật tự để đại hội được diễn ra thành công tốt đẹp. Chiều ngày 5 tháng 10, báo Tây Ninh tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống báo Tây Ninh, 5 tháng 10 1946, 5 tháng 10 2020. Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống lịch sử của báo Tây Ninh. Tới đây, báo Tây Ninh xây dựng đề án tòa soạn hội tụ, mục tiêu đặt ra là phát triển tờ báo theo hướng hiện đại, khai thác và tận dụng triệt để mọi nguồn lực phù hợp xu hướng chung của báo chí, xây dựng môi trường làm việc truyền thông đa phương tiện. Không biết là quý vị khán giả và Tuyết Vân đã từng nghe đến câu nói này của nhà văn Maxim Gorky không ạ? Mỗi cuốn sách đều là một bậc thang nhỏ mà mỗi khi bước lên, tôi tới gần quan điểm về cuộc sống tốt đẹp nhất. Có chứ, và theo câu nói này thì sách là người bạn quý của mỗi chúng ta. Và từ nhỏ thì Tuyết Vân đã rất thích đọc truyện cổ tích rồi. Yeah. Đến khi đi làm thì sách giúp cho chúng ta mở mang thêm rất là nhiều kiến thức và hoàn thiện được những kỹ năng cần thiết của mình. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa quý khán giả lên một bậc thang với cả bầu trời kiến thức. Mời quý khán giả cùng đến với triển lãm sách trực tuyến quốc gia diễn ra tại địa chỉ book365.vn, được tổ chức bởi Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Triển lãm giới thiệu hơn 10.000 đầu sách hay, chọn lọc từ gần 50 đơn vị xuất bản, phát hành sách, thư viện, bảo tàng trên cả nước về nhiều chủ đề: sách lịch sử, sách phát triển bản thân, sách chuyên ngành, sách chính trị, sách về Đảng và Bác Hồ. Ưu điểm của hình thức tổ chức trực tuyến lần này là không giới hạn khoảng cách địa lý. Mọi người từ khắp các địa phương, tỉnh thành đều có thể tiếp cận. Nhiều đầu sách được các nhà xuất bản, đơn vị phát hành trực tiếp giảm từ 20 đến 60% giá bìa và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Tất cả đều là sách chính thống. Kính mời quý độc giả quan tâm truy cập đường link https://book365.vn để tới tham quan mua sắm. Hội sách trực tuyến diễn ra đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2020. Hotline 0247 300 1369 hoặc email liên hệ book365a@vivicorp.com. Thưa quý vị, trong tháng 10 năm 2020, nhiều chính sách quan trọng bắt đầu có hiệu lực. Chỉ được gọi điện thoại quảng cáo từ 8 đến 17 giờ, phạt tối đa 200 triệu đồng nếu sản xuất hàng giả là thực phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế. Làm hư hại mốc quốc giới có thể bị phạt đến 50 triệu đồng. Giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước lớp là một trong những chính sách nổi bật có hiệu lực bắt đầu từ tháng 10. Nghị định số 91/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Lần đầu quy định không được phép gọi quá một cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ và chỉ được gọi từ 8 giờ đến 17 giờ mỗi ngày. Trừ trường hợp có thỏa thuận với người sử dụng, trường hợp vi phạm các quy định này sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Làm hư hại mốc quốc giới có thể bị phạt đến 50 triệu đồng theo Nghị định số 96/2020/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10. Phạt tối đa 200 triệu đồng nếu sản xuất hàng giả là thực phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế. Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10. Giáo viên tiểu học không được phê bình học sinh trước lớp. Thông tư 28 năm 2020 về điều lệ trường tiểu học do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành nêu rõ, học sinh có khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua, tùy theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp kỷ luật sau:
nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm. Giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc là trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh. Thông tư có hiệu lực vào ngày 20 tháng 10. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay đến ngày 7 tháng 10, chỉ số tia cực tím UV cực đại các tỉnh thành phía Bắc ở mức nguy cơ gây hại cao, các tỉnh thành Trung Bộ và Nam Bộ ở mức nguy cơ gây hại cao đến rất cao trong ngày 6 tháng 10 và có xu hướng giảm xuống nguy cơ gây hại trung bình trong ngày 7 tháng 10. Bởi vậy thì chúng ta cần áp dụng các cách phòng tránh UV, bổ sung qua quả tươi giàu vitamin C giúp cho hạn chế tác động có hại từ tia cực tím. Và ngay sau đây, Hải Đăng sẽ cập nhật đến quý vị những thông tin thời tiết ngày hôm nay. Thưa quý khán giả, thời tiết tại Tây Ninh ngày hôm nay mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, buổi trưa có nắng nóng, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 23 đến 32 độ C, độ ẩm từ 89 đến 92%. Ngoài ra, quý vị chúng ta cũng nên lưu ý là đề phòng dông sét và gió giật mạnh, mực nước cao nhất trên sông Vàm Cỏ Đông là 0,70 đến 0,75 m. Thưa quý vị, trong thời gian hiện nay là khoảng thời gian bắt đầu bước vào mùa cao điểm bệnh tay chân miệng ở trẻ em. Đây là bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 3 tuổi, hiếm gặp hơn ở nhóm trẻ dưới 6 tháng và trên 5 tuổi. Bệnh xảy ra quanh năm nhưng tập trung nhiều vào tháng 2 đến tháng 4 và tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Biểu hiện lâm sàng chủ yếu của bệnh tay chân miệng là tổn thương da, niêm mạc dưới dạng nốt phồng nước trên da hoặc loét niêm mạc miệng. Bệnh có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, viêm phổi. Để đề phòng các biến chứng nguy hiểm này, các cha mẹ và gia đình cần theo dõi, quan sát trẻ, phát hiện sớm các biểu hiện diễn biến xấu như là sốt cao, thở bất thường, bỏ bú, nôn trớ, co giật. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời thì nguy cơ tử vong sẽ rất cao và nhanh chóng xảy ra, nhất là trong bệnh cảnh, trụy mạch và phù phổi cấp. Hiện tại vẫn chưa có vaccine phòng bệnh tay chân miệng, do vậy quý phụ huynh chúng ta cần phải lưu ý giữ gìn vệ sinh và chăm sóc trẻ thật tốt. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả cùng tiếp tục đến với những thông tin tiếp theo của Tây Ninh ngày mới. Thưa quý vị, từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 10 năm 2020, tỉnh Tây Ninh đăng cai tổ chức giải điền kinh trẻ và các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2020. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về giải đấu này. Giải điền kinh trẻ và các lứa tuổi trẻ quốc gia 2020 có sự tham gia của các vận động viên đến từ các đơn vị mạnh trên toàn quốc. Giải sẽ có 141 bộ huy chương và danh hiệu toàn đoàn, thi đấu theo 4 lứa tuổi là 12 đến 13 tuổi, 14 đến 15 tuổi, 16 đến 17 tuổi, 18 đến 19 tuổi. Giải sẽ khai mạc và tiến hành thi đấu các nội dung vào ngày 8 tháng 10 trên sân vận động Tây Ninh. Trong ngày hôm nay thì Roland Garros sẽ diễn ra các trận đấu ở vòng tứ kết. Ở vòng đấu này thì hạt giống số 2 Rafael Nadal sẽ gặp tay vợt không được xếp làm hạt giống Zenit Sinner, người đã vượt qua hạt giống số 6 Alexander Zverev ở vòng 4. Kể từ đầu giải thì Nadal chưa thua một set nào, do đó đã tạo ra khá nhiều bất ngờ, nhưng tài năng trẻ người Italia được dự báo chưa phải là đối thủ xứng tầm của Nadal. Ở một trận tứ kết khác, hạt giống số 3 Dominic Thiem sẽ gặp hạt giống số 12 Diego Schwartzman. Người hâm mộ chờ đợi Nadal và Dominic Thiem sẽ giành quyền đi tiếp để tạo nên một cặp đấu hấp dẫn ở vòng bán kết. Những diễn biến của các cuộc so tài này cùng những tin tức thể thao hấp dẫn khác sẽ được cập nhật trong bản tin thể thao lúc 14:20 trên kênh TTV11. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về các chương trình giải trí sẽ được phát trên kênh TTV11 trong ngày hôm nay. Những tình huống hóm hỉnh được thể hiện qua vai diễn hài hước của các nghệ sĩ. Cùng đón xem tập 100 phim sitcom Nhật ký vợ chồng son phát sóng lúc 6:45, 16:10. Có lẽ chúng ta khó mà hiểu được nhau. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy việc làm của tôi. Người phía sau chiếc mặt nạ bí ẩn là ai? Đón xem tập 11 bộ phim Hồ sơ lửa phần 2, Người ba mặt phát sóng lúc 12 giờ. Nỗi khổ tâm của Tú ai mới là người thấu hiểu? Đón xem tập 14 bộ phim Cao hơn bầu trời phát sóng lúc 21:05. Cái đời ta hối hận nhất chính là tin vào lời sàm ngôn của tên gian xảo nhà ngươi. Sai lầm khi tin Trương Nhi, Khúc Do đã khiến cục diện xoay chuyển bất ngờ. Và cái giá phải trả cho sai lầm đó là gì? Mời quý vị cùng đón xem tiếp diễn biến ở tập 32 bộ phim Tư Mỹ Nhân, phim phát sóng độc quyền trên kênh TTV11 lúc 20:05. Và quý vị đừng quên nhắn tin trả lời câu hỏi sau mỗi tập phim của chương trình, đồng hành cùng phim giờ vàng để nhận những giải thưởng vô cùng hấp dẫn nhé.
Thưa quý vị khán giả, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Ninh Ngày Mới của TTV11 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đón xem chương trình Tây Ninh Ngày Mới được phát sóng vào lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị có thể xem trực tuyến trên website tayninhtv.vn hoặc cài ứng dụng Tây Ninh TV để có thể xem chương trình ở bất cứ đâu. Còn bây giờ, Hải Đăng, Tuyết Vân, mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.